Ngày 16 tháng 11, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc, OCHA, đã công bố kế hoạch gồm 10 điểm nhằm kiềm chế tình trạng đổ máu và tránh một thảm họa nhân đạo tại Gaza. Giám đốc OCHA Martin Griffiths đã công bố kế hoạch 10 điểm nói trên, trong đó tập trung vào việc mở rộng các hoạt động cứu trợ ở Gaza, đồng thời nhắc lại lời kêu gọi ngừng bắn nhân đạo và trả tự do cho các con tin bị bắt giữ. Phát biểu với báo giới, ông Griffiths cho biết Tình trạng đổ máu tại Gaza đã lên tới mức độ kinh hoàng mới mỗi ngày. Thế giới tiếp tục bàn hoàng trước tình trạng các bệnh viện bị tấn công, trẻ sơ sinh thiệt mạng và toàn thể người dân khu vực này bị tước đoạt các phương tiện sinh tồn cơ bản. Điều này không được phép tiếp diễn. Người đứng đầu OCHA nhấn mạnh sự cần thiết của việc đảm bảo một hành lang an toàn cho đoàn xe cứu trợ vào Gaza. Sáng kiến 10 điểm của OCHA cũng đề xuất mở thêm các cửa khẩu vào Gaza bên cạnh cửa khẩu Rafah từ Ai Cập và cho phép các nhà thầu tư nhân tham gia kế hoạch này, ông Griffiths lưu ý vì cần đảm bảo nguồn tài chính cho kế hoạch cứu trợ nhân đạo của Liên Hợp Quốc và số tiền này lên tới 1,2 tỷ đô la Mỹ. Trước đó, ngày 15 tháng 11, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua một nghị quyết kêu gọi tạm thời ngừng bắn ngay lập tức vì mục đích nhân đạo tại giải gaza. Đây là nghị quyết đầu tiên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc kể từ khi vòng xoáy xung đột mới nhất bùng phát giữa Israel và lực lượng Hamas. Trong một diễn biến khác, ngày 16 tháng 11, Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc, ông Vương Cơ Tốc nhấn mạnh các bên liên quan xung đột Hamas-Israel có trách nhiệm giải trình về các cuộc giao tranh đang diễn ra tại giải Gaza. Ông Vương Cơ Tốc cho biết những cáo buộc vi phạm luật nhân đạo quốc tế một cách nghiêm trọng và dưới nhiều hình thức cần được điều tra nghiêm ngặt và dù ai vi phạm cũng đều phải chịu trách nhiệm hoàn toàn.